Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá Tây Âu gồm Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan. Ở đây là góc check-in siêu nổi tiếng với bộ phim Inception, Kẻ đánh cắp giấc mơ. Hôm nay là ngày đầu tiên ở Paris của Pháp. Nhâm nhi vài tách cà phê gần tháp Eiffel, quán cà phê La Castle và một góc check-in nổi tiếng trên mạng xã hội gần chân tháp Eiffel. Cả nhà đi lượm trái cây. Và sau đây là đi bảo tàng ở gần quảng trường Concorde, một cái phong cách nhà thờ lạ hơn những cái nhà thờ khác. Xa xa là quảng trường Concorde, mọi người thấy đó. Luca rất là hào hứng. Còn đây là view khách sạn của mình ở ngay trung tâm Paris. Và chuyển sang ngày thứ hai, mình sẽ đi bảo tàng Louvre. Và trời thì hơi mưa tại vì mình đi ngay mùa đông của năm 2024. Và xa xa là những cái góc tàu check-in. Còn đây là cái khu bảo tàng viện nghệ thuật với cái những cột đá cẩm thạch khác nhau. Đây là hai hàng cây ở chỗ công viên và có cái người cầm bảng treo tem I love Paris và một vài người bạn chụp hình của nhà mình. Và mình sẽ di chuyển qua bên nhà hát Opera ở ngay trung tâm Paris. Cảnh nhà hát rất là uy nghi tráng lệ và rất là nổi tiếng. Cả nhà đã có dịp đi lần một ở ngoài và sau đây là lần hai mình vào bên trong tham quan. Đây là điện Invalides gần cây cầu Alexander III ngay dưới sông Seine, nhìn cảnh rất là lãng mạn. Còn đây là Petit Palais, cả nhà vào tham quan viện bảo tàng nghệ thuật Palais và ngồi uống cà phê ngay trước chỗ viện bảo tàng. Xa xa là tháp Eiffel trên chân cầu Alexander III. Đi tàu lúc nào cũng thích ngắm tháp Eiffel. Và mình đi dọc sông Seine và chùm bóng bún huyền thoại ngay tháp Eiffel. Tiếp đó là mình sẽ đi ngay cái khu gần nhà thờ Đức Bà Paris. Luca rất là thích những người vẽ. Nhà thờ vẫn chưa sửa xong. Tiếp theo là nhà mình đi qua bên Bỉ, thủ đô của Bỉ ở Brussels. Đây là quảng trường cổ ở ngay Bỉ, rất là choáng ngợp, mọi kiến trúc đều rất là uy nghi. Vô tình ngay trên đám cưới. Và đây là ngay tòa thị chính của Bỉ với những cái đồ tưởng niệm chỗ cậu bé đứng tè rất là nổi tiếng. Kuka rất thích những chú bé giống Kuka đứng tè, bán bánh cũng đặc trưng. Mình cũng trùng hợp ngay Carnival ở châu Phi nhưng mà tổ chức tại Bỉ, lễ hội sắc màu vũ điệu. Còn đây là quả địa cầu Atonium nguyên tử đặc trưng ở ngay cổng chào của Bỉ. Xa xa là một cái nhà thờ giữa đường ray tàu rất là nguy hiểm nhưng mà nhà mình vẫn cố tình chụp hình. Tiếp theo là đi đến Hà Lan, thủ đô Amsterdam với những con kênh và những chiếc xe đạp nổi tiếng, góc check-in siêu nổi tiếng ở trên mạng được trực đạt giải chụp ảnh quốc tế và những chiếc xe đạp dọc con kênh, cảnh rất là lãng mạn. Khu này là khu trung tâm thương mại Plaza ở ngay Amsterdam. Cả nhà, mọi người có thấy cả nhà giống cần lóc màu da cam, màu đội đặc trưng của đội tuyển Hà Lan, những chiếc giày khổng lồ và những con đường dọc trạm tàu đi ngay đường nhìn ra hai bên hàng tòa nhà nổi tiếng. Và đi tàu đi ra bên khúc cối xay gió ở làng Gia Chan, những cối xay gió đặc trưng nhìn rất nhớ đến những cô gái Hà Lan đặc trưng của những năm 1980. Kuka rất là thích những cây cầu bắt lên để nói cho tàu đi qua cầu và sau đó cầu sẽ tự hạ xuống. Đây là không thể thiếu ở Đà Lạt, Hà Lan, bởi vì Hà Lan có rất nhiều con kênh và những cái đảo nhân tạo. Gió rất là lớn và mình đi khám phá tiếp theo những ngõ ngách ở thủ đô Amsterdam. Xa xa là một cái nhà thờ và những con thuyền đi dọc kênh. Ở đây tới 2 triệu chiếc xe đạp hơn dân số của thủ đô Amsterdam. Ăn vài cây kem và chụp hình ở tại khách sạn. Sau đó nhà mình di chuyển qua Berlin, thủ đô của Đức. Ngay chỗ đây là tháp truyền hình Berlin và những cái đồng hồ vũ trụ
Rồi. Một thác nước nổi tiếng nhìn rất là nhớ cái cảnh trong. Cảnh này làm cả nhà mình nhớ đến phim Queen of Steel của Hàn Quốc. Đây là nhà thờ lớn Berlin, dọc cơn con sông, nhìn cảnh lãng mạn của cuối đông. Xa xa là những bảo tàng. Đây là đảo bảo tàng lớn ở Berlin, gồm khoảng 6 bảo tàng xung quanh nhà thờ. Có rất nhiều cảnh rất là đặc biệt. Và đây là hoàng hôn nhìn ra nhà thờ lớn. Kuka lúc nào cũng có những cái lá cờ không thể thiếu. Buổi tối thì mình ở ngay đàn. Buổi tối về đêm để lắng nghe những bài nhạc yêu thích của cả nhà. Cổ vũ cho đội tuyển Đức nha cả nhà. Xa xa vẫn là nhà, tòa nhà thờ lớn. Trời mưa nhưng mà ta không dừng bước, cả nhà Kuka vẫn đi chơi, không quên được thời tiết. Trời mây mù, rất là lạnh, mọi người vẫn đi chơi tham quan. Đây là cổng chiến thắng Brandenburg. Hẹn mọi người xem phần tiếp theo khi khám phá Đông Âu với cả nhà Kuka nhé.